Thật ra bấy lâu nay thì rất nhiều người tiếp cận với gia đình và đề nghị với những kịch bản khác nhau để quay một cái phim về Trịnh Công Sơn. Một cái điều mình nhận ra đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một cái người theo cái chủ nghĩa lãng mạn và mình rất là thích cái ý tưởng đó. Nhất là trong một cái thời đại bây giờ, cái sự lãng mạn nó đang còn bị mất đi. Có xem bản kịch bản dự thảo đầu tiên và thấy cái hướng kịch bản và cái tâm của kịch bản và cái bề sâu của kịch bản thì gia đình lúc đó trong nguyên tắc đồng ý để hai bên ngồi xuống bắt đầu thảo luận về cái phim Trịnh Công Sơn. Thì gia đình cảm thấy rất là vui và sau đó gia đình nói ok bây giờ làm thôi và kể cho mình nghe rất là nhiều câu chuyện mà ở trên mặt báo chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Tôi nghĩ rằng ý tưởng kịch bản hiện tại là một cái phim nói về một khía cạnh cuộc đời của anh Sơn với những người bạn của anh Sơn, kể cả bạn gái. Đó là một khía cạnh cuộc đời rất quan trọng và những người bạn này cũng là một cái nguồn cảm hứng để anh Sơn sáng tác những bài nhạc về Việt Nam, về tình yêu và kể cả về thân phận. Thì tôi nghĩ khía cạnh đó là khía cạnh hứng thú để gia đình thực hiện một phim này. Về mặt tư liệu thì mình đọc phải mấy ngàn trang tài liệu á. Tất nhiên là có rất là nhiều những cái tài liệu mình đã đọc từ trước đó. Từ những năm mà mình còn ngồi ở trên ghế nhà trường thì mình đã nghe nhạc Trịnh Công Sơn rất nhiều và tìm hiểu về Trịnh Công Sơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà đến khi bắt tay vào làm phim, bên cạnh đọc lại những cái tài liệu cũ thì mình còn phải đọc lại rất là nhiều những cái tài liệu mới. Và đặc biệt là mình phải đi gặp rất là nhiều người là bạn của bác và là người yêu cũ của bác. Thì cái quá trình đó nó tốn rất là nhiều thời gian. Đôi khi mình bỏ ra 3-4 tiếng đồng hồ để ngồi nói chuyện với một người, nhưng rồi có khi mình chả dùng được vào kịch bản. Cái khó của Nhật Linh và biên kịch là gì? Chọn lọc và cái nào là cái chọn cái góc nhìn của mình kể về chú Trịnh Công Sơn. 5 năm cho giai đoạn lên ý tưởng và thực hiện bộ phim, 1 năm casting, 2 năm nghiên cứu, 1 năm hậu kỳ, 3.000 lượt quần chúng, 30 bài hát, rồi quay qua 78 bối cảnh. Cả cái đường đó phải được phong tỏa và phục hồi lại cho hợp với thập niên 60. Nó khó ở cái sự đồ sộ, sự đầu tư cũng giống như là cái mức độ đòi hỏi từ bản thân kịch bản đến các cái khâu sản xuất. Cái khó khi mà làm cái nội thất phải cho cái căn nhà cảm giác không có sự đồng bộ. Khi mà bạn nhìn vào bạn thấy là cái căn nhà này là có người ở rồi, mỗi cái món đồ cảm giác nó thân thuộc. Mỗi cảnh nó sẽ khó một cái kiểu khác nhau. Cái cắt trình mình cũng phải thay đổi nội thất ở bên trong hay là cái bối cảnh nhà của Trịnh Công Sơn, đồ đó nó quá khó quay. Cảnh ở trên cầu Tràng Tiền, cái khó khăn của nó đó là bắt đầu quay trời nó bắt đầu mưa, các cái diễn viên này phải dầm mưa để mà quay, ai cũng lạnh rét run hết nhưng mà vẫn cứ phải tươi cười. Cái bối cảnh khác cũng khó, đó là bối cảnh trường học Lao, mình quay ở Tà Năng, cái đường đi vào nó rất là lắc léo, nó rất là khó khăn. Cái trường học này nằm ở trên một cái quả đồi, xây lên thì bão vào xong giật sập cái trường, xong rồi mình phải chờ thêm một tháng sau lên. Từ cái bìa rừng tôi phải đi bộ hoặc là đi xe công nông vào khoảng chừng thêm 45 phút nữa. Trên đó chỉ có gió, là gió, cái sức gió rất là mạnh. Khoảng 5 ngày trước khi quay thì đội thi công báo lại là cái trường sập mất rồi. Cái việc thi công, cái bối cảnh đó nó rất là khó khăn. Khi mà quay lên thì thật sự nó rất là đáng. Thì cái bối cảnh ở ga Huế nó đã rất là phức tạp. Mình phải quay ở nhà ga, tàu thật của nhà ga thì vẫn tới và dừng lại. Xong rồi đoàn phim thỉnh thoảng cũng phải dừng lại để chờ tàu đến tàu đi. Lúc đó giai đoạn đó là Huế đang còn bão. Xong rồi tối thì trời cũng mưa lất phất. Mình phải quay đêm rất là khuya. Xong rồi diễn viên thì cũng rất là mệt. Chúng tôi sử dụng hơn 700 bộ phục trang với hơn 300 bộ được gửi design house đảm nhiệm. 500-600 quần chúng mình phải có đầy đủ phục trang nhỏ vì nó rất là đặc trưng. Chưa bao giờ làm một bộ phim mà một nhân vật nam mà nhiều trang phục như Trịnh Công Sơn. Mình phải làm một cái bộ phim về một cái thập niên mà mình chưa bao giờ mình sống đó. Với mỗi cái giai đoạn thì nó sẽ có những cái đặc trưng rất là riêng và về mặt hình ảnh mình cũng phải tìm cách cho mình thể hiện nó cho đúng với cái thời kỳ đó. Và bên cạnh đó mình cũng cần phải tạo ra một cái mood and tone cho nó phù hợp. Như thập niên 60 đó là cái thời gian Trịnh Công Sơn thời trai trẻ, tràn đầy tình yêu. Và ngược lại, niên 90, ở đầu phim thì cái không gian rất là lạnh lẽo, buồn bã. Và cái mood đó nó sẽ thay đổi theo thời gian. Các diễn viên trong phim này rất là cực, bởi vì các bạn phải về tập đàn và hát, không ai giúp đỡ cả. Với những người đã từng mê những cái giọng hát như là giọng hát của Khánh Ly, có thể họ sẽ khắt khe trong việc là đón nhận những giọng hát mới này.
chúng ta thực hiện cái phim này trong 2 năm đại dịch đã càng vất vả hơn nữa. Và tôi nghĩ rằng những nỗ lực đó mà tôi phải gọi rằng là những nỗ lực phi thường. Mọi người đã rất cố gắng trong cuộc bài của mình, xin rất là xúc động. Và chỉ có những người yêu quý Trịnh Công Sơn, yêu nhạc Trịnh mới có thể chấp nhận những cái gian nan vất vả đó để thực hiện một cái phim mà tôi nghĩ rằng nó sẽ tạo một ấn tượng lớn cho khán giả Việt Nam trong tương lai. Phim Em và Trịnh là một cái phim kể về một cái thời mà người ta sống và yêu rất là mãnh liệt, dám theo đuổi những cái lý tưởng, những cái tình yêu của họ. Nhìn lại về cái thế hệ đi trước, họ đã sống vì đam mê, vì lý tưởng, vì tình yêu như thế nào.